Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Phương Trinh Julie bầu bì vẫn được chồng đưa đi du lịch tại Mỹ. Hiện tại Phương Trinh Julie đang mang thai con chung đầu tiên với Lý Bình. Dù bầu bì nhưng nữ diễn viên vẫn được ông xã đưa đi du lịch nước ngoài. Trong những tháng thai kỳ, Phương Trinh Julie cũng không ngần ngại lên đồ khoe vóc dáng. Phương Trinh Julie được gia đình chồng yêu thương. Trong những ngày tháng mang thai, nữ diễn viên vẫn chăm lên đồ khoe vóc dáng. Trên trang cá nhân, Phương Trinh Julie vừa đăng tải khoảnh khắc cùng chồng và con vi vu tại nước Mỹ. Dù đang mang thai nhưng sao nữ tình yêu tìm lại vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn. Trong dịp Giáng sinh, gia đình nhỏ của Phương Trinh Julie sang Mỹ du lịch. Khi sang Mỹ, Phương Trinh Julie diện một chiếc váy suông màu nâu, vòng hai của cô nàng đã nhô to rõ rệt. Dù vậy, bà xã Lý Bình vẫn duy trì được vóc dáng cân đối. Cô khoác thêm một chiếc khăn choàng bên ngoài, càng giúp tổng thể trang phục thêm sang trọng. Dù mang thai nhưng cô vẫn duy trì được vóc dáng cân đối. Trước đó, Phương Trinh Julie cũng cập nhật hình ảnh cả gia đình trên máy bay khiến khán giả trầm trồ. Nữ diễn viên còn diện trang phục đôi cùng con gái. Cả hai mẹ con đều rạng rỡ trong outfit màu hồng. Phương Trinh Julie và Lý Bình cùng đưa con gái đi du lịch. Cả gia đình cô rất rạng rỡ trong chuyến đi. Phương Trinh Julie chọn trang phục đôi, thả dáng bên ái nữ và ông xã. Trước khi sang Mỹ du lịch, Phương Trinh Julie đã mở một buổi tiệc thân mật bên cạnh những người bạn thân thiết. Đang mang thai nhưng nữ diễn viên vẫn yêu thích những chiếc váy hở. Lý Bình bên cạnh cũng ân cần đặt tay lên xoa phần bụng đã nhô to của Phương Trinh Julie đầy tình cảm. Trước khi vi vu ở Mỹ, Phương Trinh Julie mở tiệc cùng những người bạn. Tổ ấm hạnh phúc của cô cùng nhau đón Giáng sinh. Ngày 6 tháng 12, Phương Trinh Julie và Lý Bình đã tung bộ ảnh, đánh dấu thời điểm mang thai. Khoảng thời gian đó vì phần bụng còn nhỏ nên cô vẫn tự tin với trang phục crop top. Những ngày đầu thai kỳ, Phương Trinh Julie tự tin mặc đồ hở để khoe trọn body. Cô nàng diện sắc đỏ lộng lẫy thả dáng bên xế hộp. Trước khi có thai, Phương Trinh Julie và chồng rất thường xuyên đi du lịch. Trong mỗi chuyến đi, nữ diễn viên đều chọn trang phục cắt xẻ, khoe vóc dáng cơ thể chuẩn chỉnh khiến nhiều người trầm trồ. Đồng thời, Phương Trinh Julie cũng được mẹ chồng ủng hộ hết mực trong việc chọn trang phục táo bạo. Gia đình Phương Trinh Julie thường xuyên đi du lịch. Trong mỗi chuyến đi, cô nàng luôn được Lý Bình cưng chiều hết mực. Phương Trinh Julie nhiều lần khiến công chúng trầm trồ vì khoe vóc dáng cực chuẩn. Được biết, vợ chồng Phương Trinh Julie và Lý Bình đã mong con rất lâu. Khi phát hiện nữ diễn viên mang thai, Lý Bình xúc động đến rơi nước mắt. Cũng vì lẽ đó nên hiện tại anh luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà xã. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.